họ tạo cho cô một cơ thể mới với lớp vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng thần trí, tâm hồn và bóng ma của cô thì... Cá thể đầu tiên, nhưng tôi không xem cô ấy như một cỗ máy, mà là một loại vũ khí. Trải nghiệm bữa tiệc thị giác mãn nhãn với sự tham gia của quả phụ đen Scarlett Johansson trong bộ phim chuyển thể từ tự truyện nổi tiếng Vỏ bọc ma trên kênh Cinemax.